Rồi em chào quý anh chị khách hàng nha. Thì hôm nay em cũng mới về thêm một con DC-BBG nữa. Thì về được khoảng 5-6 chiếc gì đó. Bây giờ để em quay cho anh chị xem con máy này nha. Thì con này là 28 giờ plus, giá tiền nó 240 ha, bao bảo dưỡng cho anh em luôn. Thì số khung của nó đây, số khung đó là 1209 nha. Đây mà đây, 1209. Rồi, em quay dọc hết chặt nha, em cố gắng quay cho anh em. Ở đây máy đi. Rồi đem nhắm tới xíu nha. Rồi được rồi, được rồi. Đấy, còn ok lắm nha anh em. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.